Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều thứ tư ngày 15 tháng 3 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, báo Newsweek ngày hôm nay cho biết các vị lãnh đạo cao cấp của đảng Dân Chủ ở tại nước Mỹ, từ Thượng viện cho đến Hạ viện, từ Thượng nghị sĩ Chuck Summer cho đến các vị dân biểu liên bang thuộc đảng dân chủ ở hạ viện rất là nóng mặt đã cho rằng sự kiện ở tại biển hắc hải ngày hôm qua vô tình hoặc là cố ý nga vẫn để cho chiến tranh leo thang đụng chạm trực tiếp đến nước mỹ thưa quý khán thính giả họ còn triệu hồi luôn cả đại sứ của nga ở tại mỹ là ông antonov để chất vấn vấn đề này sự kiện đó là sự kiện như thế nào? Thưa quý khán thính giả, tôi xin trích dẫn của đài CNN nói về sự kiện đó theo quan điểm của Mỹ. Theo đài CNN, trích dẫn lại lời của Thứ tướng James B. Hacker là chỉ huy lực lượng không quân của Mỹ ở tại châu Âu và ở tại Bắc Phi cho biết như sau chiếc máy bay mq9 là chiếc máy bay không người lái của chúng tôi đang hoạt động trên vòng không phận quốc tế khi mà chiếc máy bay này bị va chạm bởi một chiếc máy bay của nước nga làm cho chiếc máy bay không người lái mq9 của chúng tôi bị thiệt hại và bị mất điều khiển hoàn toàn thực ra, việc làm không có an toàn và không có chuyên nghiệp này của những người Nga suýt nữa đã làm cho chiếc máy bay không người lái của Mỹ và các chiếc máy bay của Nga đã đụng độ va chạm lẫn nhau hư hại rồi. Và theo lời của đài CNN, chiếc máy bay không người lái MQ-9 được mệnh danh là The Ripper, tức là người gạt hái, thì chiếc máy bay không người lái người gặt hái này và hai chiếc máy bay Su-27 của Nga đang bay trên bầu trời của không phận quốc tế ở tại Hắc Hải hôm thứ Ba 14 tháng 3 năm 2023, thì bỗng dưng các chiến đấu cơ của Nga đã chú ý bay thẳng vào chiếc máy bay không người lái của nước Mỹ và cố tình cho rỉ nhiên liệu lên trên chiếc máy bay không người lái này vài lần. Đài CNN trích dẫn lời Thiếu tướng Patrick Ryder, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ, nói rằng các chiến đấu cơ của Nga bay vòng vòng nơi đây khoảng 30 phút cho đến 40 phút cuối cùng, thì khoảng 7 giờ sáng giờ của bên phía Liên Âu, họ đã cố tình đụng vào chiếc máy bay không người lái của Mỹ, làm cho động cơ của chiếc máy bay không người lái bị hư hại động cơ đây là propeller là nơi mà phóng hơi để đẩy chiếc máy bay không người lái đi thì quan điểm của mỹ chính nước nga là người gây hấn và cách gây hấn như vậy thì họ gọi là một cuộc gây hấn rất là ẩu tả trong một môi trường không có lành mạnh và rất là không có chuyên nghiệp thưa quý khán thính giả đó là quan điểm của nước mỹ và ngay lập tức bộ ngoại giao của mỹ triệu tập đại sứ của nga ở tại washington dc là ông anatoly antonov đến để gặp gỡ và bàn chuyện khi mà gặp gỡ bộ ngoại giao của mỹ thì đại sứ nga anatoly antonov trình bày quan điểm của nga rất là khác biệt của mỹ theo lời của đại sứ nga anatoly antonov thì nga không muốn gây chuyện với mỹ ở bất kỳ một phương diện nào và nếu là có những sự vô ý thì nga cũng không muốn như thế nga muốn né tránh bất kỳ một chuyện gì làm cho mỹ cảm thấy khó chịu và bực dọc ông đã nói như thế đại sứ anatoly antonov của nga đã vào trong bộ ngoại giao của mỹ khoảng chừng hơn nửa tiếng và ông đã gặp gỡ phụ tá Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ là Karen Donfried và trình bày quan điểm của Nga và phụ tá Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Karen Donfried cũng trình bày những quan tâm của nước Mỹ cho rằng Nga là người hung hăng muốn leo thang chiến tranh kỳ này. Nhưng mà, thưa quý khán giả, hai bên ngồi xuống và trao đổi thì theo lời của Đại sứ Anatoly Antonov hai bên trao đổi một cách thẳng thắn với nhau. Ông trả lời với đài CNN đó là đây là cuộc gặp gỡ có tính cách xây dựng. Tôi đã lắng nghe những ý kiến đạo đạt của Phụ tá Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bà Karen Donfried. Và tôi hy vọng rằng bà cũng hiểu những điều mà tôi trình bày. Có thể đây chỉ là một sự ngộ nhận, một misunderstanding. Đó là câu trả lời của đại sứ Nga ở Mỹ là ông Anatoly Antonov với đài CNN. Thưa quý khán thính giả, đại sứ Nga ông Anatoly Antonov trả lời đài CNN trích dẫn lại một văn bản của Bộ Ngoại giao Nga và Bộ Quốc phòng của Nga cho biết sự kiện như sau. Đó là họ chối không có công nhận những sự kiện mà bên phía Mỹ nêu lên và quan điểm của Mỹ. Theo họ, khi mà chiến đấu cơ của Nga nhận diện có một chiếc máy bay không người lái xâm nhập vào không phận của họ vào ngày thứ ba, thì họ đã bay gần lại và họ báo cho chiếc máy bay không người lái đó là một kẻ xâm nhập biết rằng là đã vào không phận không có được an toàn. Nơi đây đang được Nga kiểm soát và chiến tranh đang xảy ra giữa Nga và Ukraine. Không phận này không có an toàn cho chiếc máy bay không người lái đó thì không nên bay vào. Nhưng chiếc máy bay này không chịu nghe lệnh của chiến đấu cơ Nga nên họ đã có hành xử kiềm chặt chiếc máy bay không người lái này và bỗng dưng chiếc máy bay không người lái này Tôi xin đọc nguyên văn tiếng Anh như sau Went into an unguided flight With a loss of altitude Tôi xin tạm chuyển ngữ sang tiếng Việt là Đã đi vào việc mà không còn hướng dẫn được nữa Với một sự mất tọa độ Tức là lao xuống Lao xuống một cách như vậy Chiếc máy bay không người lái này Đã lao đi Và đã vi phạm vào Làng ranh tạm thời mà do chính nga đã quy định khi mà tổng thống vladimir putin mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở tại vùng này trong chiến dịch quân sự đặc biệt đó đã thông báo đến tất cả mọi người sử dụng biết về không phận quốc tế nơi đây và cũng đã nói rất rõ rằng là những tiêu chuẩn của quốc tế như thế nào rồi nhưng Chiếc máy bay không người lái của Mỹ không tuân thủ theo các quy định đã được thông báo đàng hoàng nhưng mà chiếc máy bay không người lái của Mỹ The Reapers cứ vẫn tản lờ coi thường cảnh báo đó của Nga nên Nga đã có quyết định. Ngay lập tức tổng thống Joe Biden của nước Mỹ đã được cố vấn an ninh quốc gia là ông Jake Sullivan báo cáo và góp ý kiến hội đồng an ninh quốc gia của mỹ đã họp khẩn và theo lời của ông john kirby là người điều phối của hội đồng an ninh quốc gia cho biết là cho tới giờ phút này họ chưa có nói chuyện trực tiếp với các viên chức của nga ở tại kremlin nhưng mà mỹ không có hài lòng và như tôi đã nói ngay ở trên phần đầu các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng dân chủ từ Thượng nghị sĩ Chuck Schumer ở tại Thượng viện cũng như các vị dân biểu liên bang ở tại Hạ viện thuộc Đảng dân chủ cảm thấy rất là bức xúc, họ cho rằng đây là thái độ khiêu khích của nước Nga thì Mỹ cần phải có hành động hơn nữa đối với nước Nga. Và vì như vậy nên truyền thông báo chí của nước Mỹ trong ngày qua làm ồn lên về việc này. Và họ cho rằng là Nga là kẻ khiêu khích muốn cho chiến tranh leo thang thì Mỹ phải đáp trả, đáp trả đến nơi đến chốn Đọc bản tin này của đài CNN và trả lời của đại sứ Nga tại Mỹ là ông Anatoly Antonov. Tôi liền nhớ đến sự kiện bắt bộ của Việt Nam vào năm 1964. Khi ấy, Mỹ muốn đưa quân vào Việt Nam nên la làng lên rằng tàu USS Maddox của Mỹ đậu ở tại vùng vịnh Bắc Bộ và tàu USS Maddox của Mỹ đã bị lực lượng hải quân của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cải trang thành những ngư phủ đánh cá dùng các chiếc thuyền đánh cá tấn công vào tàu USS Maddox. Mỹ đã cảnh báo nhiều lần nhưng các chiếc tàu này không chịu rời bỏ nên Mỹ cho rằng đây là hành động khiêu khích của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Lấy lý do này nên Mỹ trả thù, bắn vào các thành phố như Đồng Hới, các tỉnh như là Hà Tĩnh, Nghệ An, tỉnh Quảng Bình bị pháo đạn từ hải quân của Mỹ sang thành Bình Địa. Sau đó Mỹ đổ quân vào Việt Nam, mở ra một chiến dịch xâm lăng mà như chúng ta đã thấy trong lịch sử vài chục năm sau, ông Mịch Namara từng là bộ trưởng Bộ Quốc phòng thời kỳ đó. Chính ông là tác giả cho kế hoạch gấp lửa bỏ tay người này. Mỹ la làng vào năm 1964 đổ tội lên trên Việt Nam dân chủ cộng hòa là hung hăng tấn công tàu USS Maddox của Mỹ. Trong khi đó, đây chính là một chiêu thức Mỹ tung ra không cần biết sự thật hay không nhưng họ giả mạo sự kiện để kiếm chuyện tấn công vào Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, khi ấy Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lên tiếng bác bỏ nhưng không có ai tin hết. Cho đến khi mà ông Mịch Namara viết hồi ký thú thiệt những gì ông đã làm trong quá khứ thì người ta mới giật mình ngỡ ngàng vô cùng. Bây giờ bên phía của Mỹ Nói về sự kiện ở tại Hắc Hải thì Mỹ nói một đường, Nga nói một nẻo. Tôi thấy có điều gì đó, hình như Mỹ muốn yểm trợ đặc biệt thêm cho Ukraine như là việc gửi các chiến đấu cơ F15, F16, F32 hoặc là tham gia trực tiếp với lực lượng không quân hùng hậu của nước Mỹ với những chiến đấu cơ thật là tối tân và vì như vậy chúng ta thấy mỹ nhất quyết là nga là kẻ hung hăng trong khi đó nga nói rất rõ những gì đã xảy ra và vì là chiến dịch quân sự đặc biệt đang có chiến tranh chiếc máy bay không người lái này nên nghe theo lời cảnh báo của nước nga đừng có bước vào không phận mà họ cho rằng đang có cuộc chiến chứ không phải là không phận quốc tế nữa mà chiếc máy bay không người lái này cứ tiến vào thì có hậu quả như thế thưa quý khán giả đó là thông tin và góc nhìn của tôi về vấn đề này chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.